Thầy đi tới một cái gia đình Phật tử đó làm đám giỗ, mời quý thầy tới cúng dường trại tăng. Thì gia đình này được gọi là một gia đình Phật tử rất là hiểu đạo, thỉnh 30 thầy về nhà mình để làm lễ cúng dường trại tăng. Thì khi làm lễ cầu siêu xong đó, xuống thì gia đình tác bạch cúng dường trại tăng rất là thanh tịnh, rất là trang nghiêm. Sau khi chư tăng về hết rồi thì còn lại 6 thầy ở lại để cúng cơm cho hương linh. Thì thực ra thầy không có biết cúng, không phải không biết cúng mà không có quen cúng. Thầy nói được chứ thầy tụng kinh nó dở ẹc à. Thì thầy không có ở lại tụng kinh, nhưng mà trước khi chào đó thầy đi tới thầy thắp nhang cho bàn thờ của cái bác đó. Tại vì cái bác mà chết đó, thực ra là bác đó là quy y cùng với lại sư ông, tức là bổn sư của thầy. Khi mà đi tới thắp hương đó, thầy mới thấy trên bàn thờ dọn thức ăn kỳ quá. Quý vị biết dọn gì không? Dọn đồ mặn. Trời ơi, mà thầy nhìn thức ăn kỳ quá trời quá đất hả? Có một cái kho quẹt, tức là cái nồi đất á, đen thui vậy đó, mà trong đó nó có mấy miếng da heo kho quéo cháy lại. Thầy nghe cái mùi, thực ra nó cũng thơm thơm. Đừng có cười cái nào mà nói thiệt, thơm nó thơm, tại vì cái lỗ mũi còn tốt, chưa bị diêm son, cho nên còn có thể phân biệt được mùi thơm với mùi không thơm. Thầy nghe cái mùi, thầy thấy cái này hình như không phải đồ chay, chay tịnh, nó không phải cái mùi vậy. Tại cái mùi này nó lạ với cái mùi đậu hũ kho. Cái thầy nhìn cái bên, có một dĩa tép rang. Thầy nói, ủa cái con tép chay này sao nó còn cọng rau? Tại vì cái con tép giả đó mà người ta làm âu lạc đó, thực ra thầy thấy cái đó cũng kỳ lắm, làm cũng giống con tép nhưng mà nhai vô y chang như mình nhai cái ruột xe đạp vậy. Không biết ăn cái gì kỳ vậy, sợ đời nó đã giả rồi còn làm chi ba cái đồ giả đó nữa. Tự nhiên thầy nhìn cái dĩa tép rang, thầy thấy ủa có mấy con cái râu. Cái thầy nhìn, cái tự nhiên cái anh trưởng, gọi là con trai trưởng đó của bác đó, ảnh đứng kế bên làm như ảnh nhột. Ảnh nói, thầy, tía con á, hồi xưa là thích ăn nhất những cái món này, cho nên tụi con đám dỗ, tụi con tưởng niệm, tụi con làm đúng những cái món mà tía con thích. Thầy nói, còn sống ổng đã chăn heo rồi, bây giờ tiếp tục gửi heo cho ổng chăn nữa. Còn sống ổng đã nghe đi vớt tép rồi, đi canh tép rồi, bây giờ còn gửi tép cho ổng giữ nữa. Ráng đi gửi thêm vài con gà, con vịt cho ổng chăn, cho ổng đầu tắt mặt tối, ổng khỏi biết Phật Pháp là gì luôn. Anh không chịu. Anh nói, thầy nói vậy con không đồng ý. Tại vì đám dỗ tía con không có ăn được, bài lệnh cúng cái gì cũng không ăn được, đồ chay cũng đâu ăn được, đừng nói chi đồ mặn. Nhưng mà tụi con thương tía con, cho nên tất cả những sở thích gì của tía con là ngày hôm nay tụi con làm. Thầy nói còn bao nhiêu sở thích của ổng nữa sao không làm. Ổng hỏi sở thích gì, thầy nói, thầy nhớ là tía anh có 3 vợ. Vậy là khắc cớ lắm. Tại vì ảnh nói là đám dỗ là làm những cái gì mà người chết thích á, mình làm, thì cái đó mới đúng nghĩa đám dỗ tưởng niệm. Có phải là dân gian chúng ta thường nghĩ như vậy không? Có không? Đừng nói không. Thầy thấy nhiều lắm. Nhiều Phật tử đi tới chùa thầy cũng kể ra, con làm này làm kia, tới đám dỗ để cúng má con, cúng bà con. Không phải như thế. Mà ảnh là cứ lý luận là tưởng niệm là phải làm những gì mà tí ảnh thích là ảnh làm. Thầy nói liền, tí anh đâu phải chỉ thích có cái kho quẹt với cái dĩa tép rang này đâu, còn thích cái khác nữa, điển hình 3 vợ. Như vậy anh làm sao? Cưới thêm 3 con vợ nó cho ổng đem tới đây à? Phải không? Anh nói, thầy, tía con chết lâu rồi, thầy còn nói vậy không tội nghiệp hương hồn của tía con à? Thầy nói không. Bắt ổng đi chăn heo thầy thấy tội nghiệp. Bắt ổng đi vớt tép thầy thấy tội nghiệp. Bắt ổng đi chăn mấy cái bà vợ đó, thầy thấy tội nghiệp lắm, cho nên thầy nói thẳng à, ổng chịu thôi, đứng ngay bàn thờ thầy cũng nói à. Cái anh giận á, anh giận chùa mấy tháng anh không tới á, thầy nói giận mắc mớ gì. Lỗi, tại vì mình tu theo đạo Phật thì mình cần phải nói thật, làm thật và suy nghĩ thật, vì chúng ta đang đi trên con đường như thật. Phật đạo gọi là như thật đạo, tức là một con đường đúng y như thật, cho dù không gian có thay đổi, tức là chúng ta ở đây hay là ở quốc độ khác,
Cho dù thời gian có thay đổi, có nghĩa là trước đây mình 20 tuổi, bây giờ mình 60 tuổi, thì con đường này vẫn không thay đổi. Con đường này là con đường để cho chúng ta có thể đi trên đó mà cảm nhận được hoa trái vô thường đang rơi rụng ở bên chân của chúng ta. Và con đường này để cho chúng ta cảm nhận được chỉ có ánh sáng tuệ giác mới có thể giúp mình bứt phá ra được những chông gai nghiệt ngã của nghiệp chướng đời thường. Đó là như thật, không thể thay đổi được, rằng ai sanh ra cũng phải chịu những cảnh khổ đau khi người thân yêu xa cách, hay là gặp những kẻ oán thù, hay là thất bại, chúng ta cũng phải có nước mắt. Ngay cả người thân nói không đúng, chúng ta cũng khổ đau, rồi già, rồi bệnh, rồi sắp sửa ra nghĩa địa. Ai cũng phải đi qua những đoạn đường đó, và đó là sự thật mình cần phải xác quyết một cách rõ ràng. Chứ đâu có nói dối được. Vậy mà anh giận á, giận suốt 6 tháng đó. Giận là thôi, làm gì nhau. Cuối cùng anh cũng tới chùa. Anh tới chùa thỉnh sư ông chứng minh với lại mấy thầy tới làm lễ cầu an cho vú của anh. Xin lỗi. Tại vì anh kêu ba má anh là tía với vú, thì cái tiếng này là cái tiếng nhà quê dữ lắm. Quê mà quê, gạt ghi hồi xưa, hồi nắm, hồi nằm, hồi chào tay, chào gì trước đây á. Giờ hết ai kêu tía với vú rồi phải không? Ít lắm. Cái đó là quê lắm. Tại vì má của anh là bệnh nặng, rồi thỉnh sư ông với các thầy tới để làm lễ cầu an, rồi chúc thọ cho bà, là bà 80 mấy tuổi rồi, 81, 82 tuổi. Cuối cùng cũng phải tìm tới. Thầy nói, ủa hết giận rồi hả? Cái anh ấy nói thiệt với thầy á, nếu mà không gì vú con á, còn lâu con mới tới con gặp thầy. Thầy nói, té ra là vì vú của anh phải không? Thôi được rồi, thôi thầy cũng vì vú anh để thầy nghe đi tới một phen để coi anh giận tới cỡ nào. Người ta tu hành á là người ta giận không để đêm, phải không? Trong thiền môn có câu là tăng hận bất cách túc, tức là mình mà có buồn phiền giận hờn ai đó là không để qua một đêm đó, canh cho tới 3 giờ sáng, 4 giờ sáng rồi bỏ. Cứ gặm nhấm sáng đêm vậy ngủ không được, tới mặt trời mọc cái bỏ, coi như khỏi phạm giới. Rồi mời tới, quý vị biết á, khi tới làm lễ chúc thọ thì vú của ảnh bị bệnh, bà bị bệnh nặng lắm, bà nằm một chỗ thôi. Vậy đó, mà anh làm lễ chúc thọ, quý vị biết anh đặt một cái bánh kem bự mấy tầng lầu, xin lỗi, 4-5 tầng vậy đó, mà ráng mà phải đỡ vú ảnh ngồi dậy để cắt cái bánh đó. Cái bánh đó rồi thổi cái đèn 82 tuổi giống như sinh nhật vậy đó, nó bà chưa kịp thổi cái đèn tắt nữa là phải gắn bình oxy vô cho bà thở. Xong cái thầy ngồi, thầy có cơ hội thầy chì chiết ảnh, thầy trả thù mà, để cho ông giận tiếp. Ông giận 6 tháng bây giờ cho ông giận tiếp nữa, để cuộc đời của ông dính với chữ giận, rồi có ông an lạc hay không. Mà ảnh quy y từ nhỏ đó, ảnh hay khoe lắm, thưa thầy con thì không có làm gì được cho vú con, thì những năm tháng cuối cùng con làm gì cho vú con vui, để vú con đi về với Phật. Thầy nói vui cái gì, bả đi cấp cứu mà vui cái gì. Ta đang thở ngon vậy, ông đỡ vậy, ông bắt bà phải thổi phù phù cho tắt 2 cái đèn. Bà thổi chưa được, nên phải gắn oxy cho bà thở. Cho nên thầy thấy anh là không phải báo hiếu, không phải làm cho vú anh vui, mà làm cho vú anh sắp sửa chết. Anh ngồi, anh nói, con đâu có ác nhân thất đức dữ vậy mà sao qua cái miệng thầy con thấy con tội lỗi ngập đầu. Thầy nói rõ ràng, ở đây có ai cũng chứng kiến hết, chứ thầy đâu có nói điêu, đâu có nói ngoa. Tức là đâu có vu oan giá quả đâu, rõ ràng anh đỡ vậy mà, thấy không? Thầy nói anh cứ để vú anh nằm nó đi. Các thầy chư tăng tới chú nguyện tụng một thời kinh cầu an được rồi, rồi cầu nguyện cho bà được an ổn, bà nghe kinh để niệm Phật rồi bà thanh thản đây. Anh dựng bà ngồi dậy cho bằng được. Đó. Rồi bắt bà thổi đâu được. Nổi cái đỡ bà ngồi dậy mà cho bà bận được cái áo dài gấm vô là cũng muốn chết rồi. Thầy thấy tội nghiệp bà quá đi, mà bà bệnh lâu ngày, tóc của bà nó bù xù hết. Rồi nghe phải dán, phải gọn lại. Thầy nói cứ để yên cho bà thanh thản, để bà nghe với thầy tụng kinh rồi mấy thầy nói chuyện. Thì đó chính là cách mình làm cho người thân mình an lòng, là báo hiếu. Thầy thấy sáng giờ thầy thấy mệt quá, thầy còn mệt nữa, huống chi bà già 82 tuổi, phải không? Thầy nói trời ơi, bây giờ con hỏi thầy nè, cha mẹ hiện tiền như Phật tại thế. Lý luận ghê lắm nha.
Cho nên là con cũng muốn làm một cái gì để một cái bánh, một chén cháo để dâng cho mẹ con, để con dạy con của con, dạy cháu của con. Thầy biết không, bây giờ con có cháu nội rồi, con phải dạy cho tụi nó biết chứ. Mà thầy á, con thấy thầy tu cái gì mà thầy không chấp tướng, là thầy bỏ hết tất cả vậy, tụi con lấy cái gì tụi con dạy. Thầy nói trời ơi, thôi cảm ơn, không có đợi tới mấy thầy mà kéo tới đây dàn binh bố trận rồi anh mặc áo gấm đeo chuỗi rồi đỡ lên thổi đèn mới báo hiếu. Thường ngày nè, anh tới anh gãi lưng cho bà, anh cắt móng tay móng chân cho bà, nói anh dán tóc cho bà. Thầy nghĩ anh làm bao nhiêu đó thôi, 15 phút anh làm được chưa? Anh nói thầy nghĩ như sao vậy, con đi dám làm giám đốc mà con tính chải tóc cho má con hả, cho vú con hả? Con đi cắt móng tay, chuyện đó để cho vợ con của con làm, con phải làm chuyện khác. Thầy nói đó, chuyện nhỏ anh còn không làm được, đừng nói chi chuyện lớn. Thôi dẹp ông qua một bên đi, đừng báo hiếu báo gì hết trơn, ông ngồi yên đi, tôi chóng mặt ông lắm rồi. Ảnh thích quay phim, rồi ảnh ngồi kế bên ảnh quay phim, rồi để được ảnh lên trên băng đĩa. Rồi xong á, ảnh giới thiệu sản phẩm với tất cả những người ở trong công ty ảnh, là ảnh làm cái lễ như vậy báo hiếu để dạy mấy người khác. Thầy nói cái tâm của anh tốt, báo hiếu là tốt, nhưng mà anh làm vậy nó mệt lắm. Hễ thường ngày anh báo hiếu thì tự dưng trong gia đình ai cũng cảm nhận được điều đó, chứ anh không cần hình thức. Anh nói con nói thiệt với thầy nghe, thật ra là vú con tí con là quy y với sư ông mà con mới dính líu với thầy, chứ còn không đừng có hòng. Tại vì nó như thế này nè, thật ra thầy mới vô chùa là thầy đã biết cái gia đình này. Mà ảnh lúc thầy mới vô chùa là bắt đầu ảnh cưới vợ được mấy năm đó, ảnh có con rồi ảnh đi tới chùa làm lễ thôi nôi cúng dường trai tăng, cho nên cũng thân tình, cho nên không giống như anh em vậy. Cái thầy mới nói tu cũng nói thiệt với ông nghe, chẳng qua là dính líu một chút vú với tía ông thôi, chứ không có, đừng có hòng mà tôi tới cái nhà này tôi chỉ nhìn ông diễn tuồng đi qua đi lại, tôi thấy ông giống nghệ sĩ trên sân khấu hơn. Áo cần phải là màu mè vậy. Ông nghĩ đi, ông báo hiếu cha mẹ thì ông cứ làm ban ngày ban đêm gì cũng làm được, rảnh ông làm. Tôi thấy ông bận bộ đồ vest ha, đi vô đi ra lượn tới lượn lui, cái nóng quá cái ông cõi cái áo vest ra, rồi ông đi tới lui cái ông nực quá ông cõi cái cà vạt ra. Tôi thấy ông đeo vàng từ đầu tới chân để quay phim vô, tôi thấy nghe ống kính quay không có thấy gì đâu, nó chá hết rồi. Ông màu mè quá, ông báo hiếu không có thật tâm vậy, con cái ông nó cười ông á. Ông nói con với thầy là quan gia hay sao, gặp thầy cái thầy gây con à. Thầy nói trời ơi, tôi rảnh quá tôi đi gây với ông hả? Rõ ràng ông kiếm chuyện với tôi trước chứ tôi đâu có rảnh đâu. Quý vị thấy đó, thật ra một câu chuyện nó mang tính cách dí dỏm hài hước, nhưng mà rõ ràng trong cuộc sống vẫn còn có những quan điểm tưởng niệm về cái ân đức của người xưa đó, là làm những cái gì mà người đó thích. Không phải như vậy đâu. Trên tinh thần của Phật giáo đó, tưởng niệm người xưa bằng cách chúng ta đi trên con đường của người đó đi, làm những việc của người đó làm. Con đường của người đó nhất định phải là con đường chân chánh, cho nên mình mới nhớ ơn. Con đường nó phải là một con đường đem tới sự an lạc đích thực cho mình, mình mới nhớ, mới nghĩ, mới thương, mới quý. Mình làm theo công việc của người đó làm thì mình phải hiểu ngay rằng công việc của người đó làm đó là những công việc âm thầm đem tới sự bình an cho mình và cho tất cả những người khác, không có bóng dáng của sự ích kỷ. Cho nên mình mới tưởng niệm, mình mới nhớ ơn. Chứ không lẽ cái người đó trước làm gì mình làm nấy thì coi chừng, không được. Chắc chắn là không thể nào được, phải không? Tại vì có nhiều chuyện người đó làm mà mình đâu có làm theo được đâu. Mình làm coi chừng nó bị thất đức, có khi nó lại trái với căn thường đạo lý nữa. Cho nên tưởng niệm người xưa là hoàn toàn nhớ về ân đức của người đó. Mà ân đức của người đó thì chúng ta phải biết được một điều, đó là nhân thánh thiện. Họ gieo cái nhân thánh thiện, họ mới có được cái ân đức, có được cái công đức để cho mình nhớ, mình nghĩ. Thí dụ như cái chùa này, thật ra ai cũng muốn tới để khẩn quan, để lập ấp, để dựng nhà, có cái chỗ ở yên, bắt đầu người ta phải làm thêm để cho cuộc sống nó ấm êm, nó hạnh phúc, thu nhập được đầy đủ. Ai cũng tính như thế hết, an cư thì lạc nghiệp. Nhưng mà tại sao các vị cổ đức lại tới đây lập chùa? Bước đầu cũng chỉ là một am tranh,
rồi vài bụi chuối với mấy mương dừa. Nhưng tại sao người ta vẫn lặng thầm đặt một viên đá cho nền tảng đạo đức tâm linh, đó là xây dựng một cơ sở hoàn toàn mang tính truyền thống đạo đức của người Việt Nam, đó là hướng về sự tu tập để chuyển hóa nội tâm của mình. Nên mình nhớ nghĩ là nhớ nghĩ tới cái ân đức của người đó, và mình đồng thời phải thấy được cái trách nhiệm của mình là kế thừa. Mình kế thừa cho nên mình phải đi trên con đường của người xưa đã đi. Và mình có trách nhiệm làm hưng thịnh sự nghiệp của người trước bằng cách chúng ta phải nỗ lực tu tập. Cho nên tóm lại, theo tinh thần của người học Phật, tưởng niệm ân đức nghìn trùng của người xưa không gì khác hơn chính là tinh tấn tu hành. Chỉ có vậy thôi. Ở trong Quy Sơn Cảnh Sách có đoạn rất là hay: tinh xu nghĩa lý truyền xướng phu dương, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Cô nhớ không? Nhớ không? Nhớ đoạn đó không? Thôi chết rồi. Sao cô đứng dậy đọc phải không? Ủa chứ đứng dậy làm gì? Thưa cùng đại chúng, thật ra mấy cô là như vậy đó, cứ rụt rè e thẹn. Nhưng mà không có sư bà, không có ai xuống dưới bếp coi. Không có rụt rè e thẹn đâu. Tại vì con lần thầy đi tới một cái trường ni á, thầy thấy mấy sư cô tội nghiệp lắm, làm cực khổ mệt, lo cho chúng mà. Một người ăn hai tô mì. Hai gói mì, quên lộn, hai gói mì bỏ vô cái tô. Thầy thấy ăn thấy thương sao đâu, tức là mệt quá rồi. Rồi lúc đó ăn cũng không có để ý nữa. Tới chừng tình cờ quay qua gặp thầy, cái giật mình, che miệng lại, thầy nói thôi ăn tiếp đi con. Hồi xưa thầy đi học cũng vậy thôi, trước mặt mọi người thầy phải giữ quay nghi cốt cách để giúp cho đàn tính phát tâm. Nhưng mà không có ai, rồi lâu lâu mình cũng sống với lại cuộc sống đời thường của mình, là cũng ăn, cũng ngủ, cũng buồn, cũng vui, cũng cười, cũng hát. Có hát nữa nha. Đó, mặc dù ở đó là ai hát là bị phạt, nhưng mà lén lén cũng hát. Cái hát đó là theo bản năng tự nhiên nó hát ra, chứ không phải cố ý hát. Nó khổ vậy đó. Cái nghiệp của chúng ta là cái gì mà làm thành thói quen, nó phát ra cái thói quen đó chúng ta không hề biết. Không bao giờ biết được. Cho nên nghiệp cứ tạo liên tục là cái lẽ này. Thưa cùng tất cả đại chúng, bây giờ Phật tử tại gia xin phép được thưa với Phật tử tại gia, còn quý sư cô thì xuất gia rồi không dám nói. Xin phép được chia sẻ với lại quý Phật tử tại gia qua cái quan điểm ân nghĩa nghìn trùng báo đáp ơn thầy tổ như thế nào. Nói về ân Đức Phật thì chúng ta khỏi phải nói rồi. Đức Phật là một vị cha lành, một bậc thầy cao cả. Chúng ta phải nhớ ơn của Ngài để mà tu tập rồi. Nhưng gần mình nhất đó là thầy tổ. Thực ra quý vị có đời sống của gia đình, còn có chồng, còn có vợ, còn có cha mẹ, còn có con cái, còn có đồng nghiệp, bạn bè, và còn có sự nghiệp của bản thân. Chưa xuất gia, cho nên hai chữ tại gia vô hình chung nó trở thành một sợi dây ràng buộc, và nó làm cho chúng ta khó mà thoát ra khỏi những vui buồn của đời thường bởi tâm tham chấp. Và hai chữ tại gia này đôi khi nó cũng trở thành một bước rào cản, làm cho chúng ta không ung dung tự tại bứt phá ra khỏi những sự trói buộc của lục dục ái tình đời thường. Khả năng tu tập xuất gia với tại gia bằng nhau, chẳng qua là quý vị chưa xuất gia thôi. Chứ quý vị cũng có thể ngồi thiền, cũng có thể tụng kinh, cũng có thể niệm Phật, cũng có thể trì chú, vẫn có thể kinh hành, bố thí, cúng dường. Chúng ta có thể làm được hết. Nhưng gia duyên bận biểu mà đôi khi chúng ta lại không có thể dũng mãnh hơn. Sự dũng mãnh tu tập của con người giống như mặt trời đúng ngọ, không lệch, không nghiêng, dù đó là một cái bóng nghiêng qua bằng một sợi tóc. Được dí như thế thì chúng ta mới có thể
có cơ hội hóa giải tất cả những nghiệp chướng mà mình đã trót tạo từ vô thủy đến nay. Nghiệp chướng thì chúng ta chẳng bao giờ biết, nghiệp nhân đó chúng ta không có rõ, mà bây giờ đón nhận cái nghiệp quả thì thi thoảng chúng ta lại cảm thấy tủi thân, rằng mình nhận ra được mình có thể làm được nhiều điều tốt, đã từng làm những việc tốt, mà chẳng hiểu tại sao cuộc sống nó lại có những chuyện ngang trái nó diễn ra xung quanh cuộc sống của mình. Thì như vậy mình phải làm sao? Chỉ có tinh tấn tu hành. Mà ở tại gia, thầy nghĩ quý Phật tử cũng khó tu tập thiệt. Tại vì mở mắt ra từ sáng sớm cho tới chiều tối, quý vị cần phải giải quyết những việc rất quan trọng. Và những việc đó không ra ngoài bốn chữ cơm áo gạo tiền. Nói về vật chất thôi chúng ta đã khổ rồi. Tức là cơm áo gạo tiền cũng đủ làm cho chúng ta hết thời gian đầu tắt mặt tối rồi. Chưa kể tới ân tình dông phụ. Người thì có người nói với mình là suốt đời, là đi với mình, nhưng mà ngờ đâu họ không đi hết được đoạn đường của mình cần phải đi. Như vậy mình phải làm sao? Rồi con cái của mình vẫn thương yêu nó như ngày nó còn bé thơ, bây giờ lớn lên nó có suy nghĩ của nó còn có gia đình riêng. Từ cái gia đình riêng đó, nó bắt đầu quay lưng lại với mình, và nó không đồng cảm với mình. Có khi nó còn có những thái độ phũ phàng, dông bội nữa. Quý Phật tử phải nói hết sức là đau khổ với những áp lực này bên trong cuộc sống của mình. Rồi mình tu tập như thế nào? Thông thường chỉ đi tới chùa lễ Phật, dâng hương, rồi sám hối, rồi tụng kinh. Quý Phật tử cảm thấy như vậy là an ủi lắm rồi, phải không? Thật ra để đến chùa lễ Phật tụng kinh cũng là một cố gắng rất lớn. Sự nỗ lực này không phải ai cũng có thể làm được đâu. Có người ở bên cạnh chùa sát bên đích đó, nhưng nhiều khi cả đời không bước chân qua chùa. Thấy người khác đi chùa, đi chùa làm gì? Đạo đức giả, tu hú. Nhưng mà mình không biết có tu có hú không mà. Mà người ta nói tu hú là trợn tròng trợn trắng lên à. Thiệt là thấy có nhiều người còn cản trở người khác nữa. Thôi, cái chùa nó giàu rồi đi làm gì, để tôi dẫn bà đi tới mấy cái chùa này đáng đi hơn chùa này nghèo. Hồi xưa đó, ông thầy đó hiền lành, tại vì nghèo, dễ thương, bây giờ khá rồi cái chậm. Đủ lý do hết để cản trở. Không phải ở đây là thầy mỉa mai với Phật tử, nhưng mà để chúng ta thấy được cái chuyện mà cố gắng sắp xếp việc nhà, đi tới chùa, tham dự một thời tụng kinh thôi, cũng là khó khăn lắm chứ không phải giỡn đâu. Phải không? Khó lắm. Bữa hôm có một gia đình Phật tử đã đi tới thăm chùa thầy. Thì cái vị Phật tử này thầy đâu có biết nhà cửa ở đâu, ở xứ nào. Nhưng mà thầy biết gia đình này rất là thuần. Họ học Phật nhiều, thuộc kinh nhiều. Khoảng 3-4 tháng gì tới chùa thăm các thầy một lần. Thì họ vừa ra thì lúc đó lại có một gia đình khác đi vô thăm thầy. Cái hai bên chào nhau, thầy nói ủa quen hả? Thì cái gia đình trước nói dạ chúng con ở chung với nhau sớm. Sau khi mấy người này đi về hết thì cái gia đình sau nó chọi thưa thầy. Con nói thiệt với thầy, cái gia đình đó là ở trong xóm con là gây lộn từ đầu trên tới xóm dưới không sót một nhà nào. Thầy nói có nói lộn không? Thầy hỏi lại là có nói lộn không? Chứ cái gia đình này là thầy thấy hiền lành lắm. Đi tới chùa là rất lễ phép, học tập rất là nghiêm túc, cũng phát tâm tinh tấn tu hành. Cái chị nói trời ơi con ở cách nhà chị đó có 3 căn thôi thầy. Tối nào cũng 4 mẹ con bận áo tràng đi từ nhà tới chùa tụng kinh, từ chùa bận áo tràng về tới nhà. Nhưng mà trên đường đi đứa nào lạng quạng là sát. Thầy nói gì ghê vậy? Mà nó con nói thiệt, hung dữ dữ lắm. Hung dữ dữ lắm, nhà con là không có dám nhúc nhích luôn. Tức là ai chịch một chút xíu thôi là gây sùm hết. Là có thể cởi áo tràng ra gây lộn tại chùa. Thầy nói này hơi quá đáng á, tới thầy chưa thấy mấy người này gây mà. Hai bên thật sự có xích mích cái gì không? Có gây gỗ gì không? Bà nói không.
con không xích mích gì hết, nhưng mà con thấy tu như vậy đó là đạo đức giả, ăn chay trường, tụng kinh rân trời, nhưng mà chữa lộn cũng giáp sớm. Chính con thấy nè, chính con thấy bác đi ra, cô đó đi ra khỏi chùa, đi về nhà, trên đường tụng kinh xong đi về nhà, thì có một cái em thanh niên đó, nó xỉn rượu, nó chạy xe nó lạng vô, trúng bà té. Bà té xong bà đứng dậy đó, bà cởi áo chàng ra, bà cột cái cổ nó, bà kéo, bà đập nó, binh 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 vậy. Cái thằng đó nó xỉn quá, nó đâu có biết cái gì, bà đánh nó tơi bời qua lá xong á, bà bỏ đi. Bà nói đồ quan gia nghiệp chướng gì đâu, đi tu mà cũng không được. Thầy nói sao kỳ vậy, một người hiền lương như vậy mà tại sao lại có một cái tâm nó ác như vậy. Thầy không tin, thật sự là thầy không có tin á. Thầy không có tin cái cô này nói người kia, mà cái cô này cổ nói quan điểm của con là tu là mình phát tâm chân thật tu chứ không cần hình thức. Thầy mới nói như thế này thôi, nói người khác vắng mặt cũng không có hay ho gì hết, nó chỉ tăng thêm thị phi. Tại vì cái tâm của mình nó không còn chỗ trống nữa, thì bây giờ mình đẩy bớt những cái thị phi ra, chứ đừng có rót cái thị phi vô nữa. Cái bình mà đổ đầy thì nó tràn, không có tu được đâu. Chuyện đó chuyện họ làm, còn họ hiền lành, họ tu tập niệm Phật thì mình ghi nhận cái tu tập niệm Phật của họ. Còn họ hung dữ làm sao thì kệ, không để ý. Nhưng mà sao á, mấy tháng sau cái gia đình đã tới thăm thầy đó, thầy mới phát hiện ra là cô đó hung dữ. Cũng mới nói chuyện với thầy ở trong chùa ra này, cái mới ra tới xe đó, không biết ai gọi điện tới. Thầy nghe nói chuyện điện thoại không á, thầy nổi da gà. Tao nói lần cuối cùng mày giỏng lỗ tai lên nghe cho rõ, tao mà về tới nhà mày làm không xong rồi mày tới số với tao nha. Thầy nói Di Đà Phật, còn ở trong sân chùa mà sân si tới cái mức đó thì thôi chết rồi. Lúc đó thầy mới thấy được chính thức là cái cô này mọc 8 cái nanh. Mới bước ra tới sân chùa thôi, chưa có ra khỏi chùa đó là hung dữ như vậy. Thầy mới nhớ lại cái câu chuyện ngày xưa, có một anh chàng mà hai cái tay đánh với nhau đó, quý vị nhớ câu chuyện đó không? Tức là một bữa nọ, cái anh chàng này đó, ảnh bữa củi mà vô tình á, là cái búa đập vô cái ngón, đóng đinh chứ, đóng vô cái ngón tay này dập. Cái tay này tức quá, nó cành mẹ tay này, cho nên bữa nọ đó, cái tay này kéo cửa thì tay này đẩy cho cái cửa kẹt, dập cái tay hai bên cười nhau. Cuối cùng anh này băng bó hai tay lại. Trong tâm của mình, thỉnh thoảng nó cũng giống như hai cánh tay của cái anh chàng nọ, nó công kích với nhau, nó đánh với nhau. Tức là những ý niệm thiện và ác nó đang xen với nhau và nó giành lãnh địa. Có phải vậy không? Mấy thầy xuất gia nè, với mấy cô còn trẻ nè, đánh kẽn thức chúng buổi sáng đó. Mình biết công phu sáng rất là quan trọng với đời sống tu sĩ, nhưng mà nướng chút nữa, phải không? Thế đấy con có không? Đừng nói một chút, một vớt. Tới khi thầy chi chúng hoặc là thầy quản chúng tới mà gõ cửa giật dây mùng đó, thôi chết cha rồi, trời ơi, bữa nay thế nào cũng quỳ hương, phải không? Thì mấy thầy mấy cô trong chùa thỉnh thoảng nó còn như vậy, huống chi Phật tử ở nhà. Thiện và ác nó tranh với nhau ở trong cuộc sống của mình, ngay trong suy nghĩ của mình. Mình muốn làm thiện lắm, nhưng mà tại vì, bởi, lẽ, vì, mà vân vân, 1001 lý do để cho chúng ta xếp cái điều thiện lại mà chúng ta bước tới cái điều ác một cách mạnh dạn và tự tin. Vì lý do hết. Như có cái chị đó, chị tới chị nói: thưa thầy, con tới đây con xin sám hối, thầy chứng minh cho con tội lỗi lắm, nhưng mà vì cuộc sống cho nên thà là con tới con sám hối nó còn hơn. Thầy hỏi có chuyện gì, cổ mới kể lại là cổ cho dai cắt cổ. Tức là làm nghề cho dai, làm ngoài chợ Sài Gòn đó. Ngoài chợ Sài Gòn là cho bạc nóng á, cho dai, người ta dai ngày hai ngày đó, lấy tiền lại. Thầy phải hung dữ, mà thầy thấy là thầy biết cái người này hung dữ rồi. Nhìn cái mặt là mình biết rồi, trời, cái miệng nó tới đây. Ông bà mình kêu là cái miệng nó tới mang tai đó, phải không? Là thầy biết là thôi, chị này là cao thủ võ lâm. Ở trên núi Nga Mi mới xuống, đệ tử của Diệt Tiệt Sư Thái. Thầy cũng khách quan, thầy nói ai mà chẳng có lỗi lầm, thì mình có gây ra tội lỗi, nghiệp chướng thì sám hối. Bởi thực ra vì cuộc sống thôi, thầy nghĩ đi, con một thân nữ nhi yếu đuối, trời, bà 80 kg mà bà nữ nhi yếu đuối,
bự nữa cái bàn này nè, đi cà bịch vậy đó. Con ở dưới quê, con lên thành phố con kiếm việc làm, rồi con có chồng, thầy biết không, rồi chồng con chẳng may chết sớm, một nách hai con phải làm gì, con yếu đuối mà, con đâu có làm gì được đâu, con không có biết tính toán làm ăn gì, thường ngày chồng con tính, giờ chồng chết rồi con đâu biết tính gì, cho nên con nghĩ cho dai là dễ nhất. Dễ thương không? Cho dai là việc làm dễ nhất, cho nên con chỉ việc cho người ta tiền để giúp người ta làm ăn, chứ con đâu có nghĩ gì mà lời lớn gì thầy. Đó, con không đưa tiền cho họ mượn, họ đâu có vốn họ làm ăn. Con tạo cơ hội cho họ có cơm thì con cũng có một chút cháo, chứ con không có ác. Nói hơi vậy dành nói không mà không cho thầy chen vô câu nào hết á. Rồi thầy biết mấy đứa nhỏ đâu phải nó khỏe mạnh hoài, nó cũng bệnh hoạn. Rồi nó lớn lên nó phải học hành, rồi nó phải áo quần, rồi nó phải có bạn bè, nó phải có xe cộ. Cho nên thực ra con cũng biết cái nghề này nó thất đức lắm mà không có bỏ được. Bỏ nghề này rồi con làm nghề gì, thầy con không biết làm gì hết á. Cho nên á, con sáng chỉ có xách giỏ đi ra chợ, chiều xách giỏ về đi gom tiền lời thôi à. Thầy nói nếu như người ta không trả là làm sao, rồi làm cách nào. Và nó cũng vui buồn nhiều chuyện lắm. Ai hiền hiền thì con ăn hiếp, còn nó giữ rồi thôi bỏ luôn. Chứ giữ với nó đập con chết rồi, con bỏ hai đứa con lại cho ai. Cho nên ai hiền hiền thì con hâm, con ăn hiếp. Đe dọa họ mà làm cái nghề này mà không hâm họ, không hung dữ. Con nói thiệt với thầy là không bao giờ mà đòi tiền được họ. Thầy nói nếu như vậy thì tốt nhất đừng cho mượn, thì khỏi cực khổ phải đi đòi. Bánh ủa ngộ không, cái nghề của con là nghề cho mượn tiền mà. Bây giờ thầy cái con nghĩ cho mượn là con chết đói rồi. Thầy nói bây giờ nhìn hết tất cả những người chết đói, có phải họ là vì bỏ cái nghề cho mượn tiền không? Bà nói con không có cãi lại thầy. Nhưng mà đó là cái nghề của con, mà cái nghề này không hung dữ là không đòi được tiền. Thầy nói như vậy, đã biết hung dữ tạo nghiệp mà cố làm thì không được rồi. Tốt nhất không nên cho mượn. Còn nếu cho mượn thì nghĩ cho luôn, khỏi đòi, ai trả trả không trả thôi. Bà nói trời ơi, tiền con chứ không phải tiền chùa. Lý luận như vậy. Tại vì cái cô này nè, thật ra là cổ không có biết đạo pháp, không có biết gì hết. Nhưng mà đó, cổ coi cái đĩa bóng mây đó, cổ khóc là tại vì cái thằng con của cổ á, nó đánh cổ cũng giống như chồng cổ đánh cổ hồi xưa vậy. Nắm đầu cổ đập binh binh trở đến nhà thương nó bỏ đi. Mà nó là sinh viên đại học 21 tuổi, bà không dám làm gì nó hết. Ngày nào nó cũng đánh bà, nếu bà làm không đúng là bà đánh, nó đánh bà. Thì bà tới bà hỏi chứ bà làm cái nghiệp gì mà bà gặp cái cảnh như vậy, bà đau khổ như vậy. Bà đâu có lỗi với nó đâu. Bà nói phải chi con hư hèn, ba nó chết lúc nó mới có 5 tuổi, mà con sống tới bây giờ đã làm mười mấy năm rồi, 16-17 năm rồi, nuôi nó tới lớn. Con làm cái nghề này người ta chửi con, người ta dí con cũng vì tụi nó mà con gây ra nghiệp. Tại sao nó lại đối xử với con như vậy? Thầy cho con biết con gây cái nghiệp gì, rồi con sám hối như thế nào. Mới nói với cô này đó, cô có thấy những giọt nước mắt của những người không có tiền trả cho cô khi cô tới không? Cô nói dạ thấy, nhưng mà tụi nó gian dối. Nước mắt cá sấu. Bà trả lời rớt rẽn, không có một chút từ tâm. Mình đang xuống cái giọng nhỏ nhẹ nam ai mà. Cô có thấy những giọt nước mắt của những con nợ khi thấy cô không? Bà nói dạ thấy. Nước mắt cá sấu. Bà trả lời mà nó không có một chút gì cảm xúc hết. Cho thầy nó trời, cái bà này sao bà vô duyên quá vậy? Không có một chút từ tâm thì làm sao bà thương người được? Bà thương người thì bà đâu có dí người ta tới đường cùng. Ý của thầy là muốn cái cô này thấy được cái cảnh cổ đòi nợ người ta là dí người ta tới đường cùng, rồi người ta đau khổ, rồi người ta về, người ta làm sao để người ta lo cho con cái người ta. Nhiều khi con người ta bệnh hoạn, không có tiền mua thuốc, cho nên người ta mới giữ cái tiền đó lại, người ta không trả cho mình. Mình cứ nhìn một cái lý do khách quan như vậy để mình không có phải bực bội. Bà nói như thầy mà bước ra đời làm ăn á, mà thầy không thành cái bang nữa thôi. Bà nói thẳng với mặt thầy, thầy nói tới giờ này cô vẫn chưa thấy nghiệp chướng của cô. Cô vẫn thấy cô là người tốt. Tại bà cứ một hai là bà là người tốt, giúp vốn cho người ta làm ăn, không có tội lỗi gì hết. Cứ thấy như vậy không à. Còn bà không thấy cái cảnh bà xiết đồ người ta. Trời, người ta bán có chiếc xe đẩy trái cây á ngoài chợ đó,
chiếc xe đẩy mà dưa hấu đu đủ đồ này kia người ta bán, người ta nghèo gần chết chiếc xe đó, người ta sắm được để người ta bán, người ta nuôi cha nuôi mẹ nuôi con nuôi cái người ta, mà người ta không trả tiền bà bán xiết chiếc xe đó. Bà kể cho thầy nghe, thầy nói ác quá. Bà nói ác gì thầy, mà nhờ xiết nó vậy nó mới đem tiền cho nó trả cho con, còn nếu không là không có. Thầy, con nói cho thầy biết, ở ngoài đời nó giang hồ dữ lắm, chứ không phải ai hiền lành như thầy đâu. Thầy nghe thầy, nhưng thầy thấy cuộc đời này sao nó đầy ngang trái. Mà cổ đi tới chùa, cổ xin sám hối để mong thấy được cái nghiệp, mà cổ là không chịu chấp nhận cái nghiệp của cổ. Thấy là cổ là tốt thôi, tốt với bạn hàng làm ăn nè, tốt với con cái nè, tất cả cổ là tốt hết. Còn những chuyện cổ làm đau cổ cho người ta, cổ không hề thấy. Thì quý vị nghĩ coi, mình sống giữa cuộc đời này, nghiệp mình gây ra mình có thấy không? Thường là không. Mình rất chủ quan. Thứ hai là mình binh vực mình bằng những lý do, tại vì cái này, tại vì cái kia, tại vì cái nọ, chung quanh chúng ta toàn bộ vì cuộc sống. Cho nên là người Phật tử ai cũng có cuộc sống để mưu sinh, nhưng chúng ta phải chánh nghiệp chánh mạng mới được, nhất định là như thế thì mình mới tu hành được. Vật chất không mình đã khổ rồi, huống chi về tình cảm còn khổ cỡ nào nữa. Phải thấy bây giờ là quý Phật tử khổ về con cái nhiều hơn ngày xưa, ông bà cha mẹ khổ về con cái ít, còn bây giờ mình khổ nhiều là tại vì hồi xưa đó cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cái thứ hai nó cũng có những cái dịch vụ như là những cái quán mà đèn sáng đèn tối, rồi nó không có cái chuyện đua xe, nó không có chuyện ma túy, nó không có chuyện cá độ đá banh. Còn bây giờ mình làm cha làm mẹ, con cái bắt đầu lớn là lo rồi, đúng không? Thầy thấy có nhiều vị Phật tử đó 8 giờ tối gọi điện tới thầy, hỏi thưa thầy bây giờ con phải làm sao, con của con đi học giờ này chưa về nữa, con đi học chưa về không biết làm gì, không đi kiếm, đi kiếm thầy. Thầy nói thầy biết đường đâu thầy kiếm nó, làm giống như thầy rủ nó đi chơi vậy á. Mới nói trời ơi thầy bây giờ con quýnh quán, bây giờ con không biết phải làm sao, thầy giúp giùm con coi. Thầy nói giờ đi cho người đi kiếm nó coi, kiếm coi nó thường đi tới cái nhà nào, bạn bè nó, hay là đi kiếm thầy cô giáo của nó dạy học cái tiết cuối cùng coi coi như thế nào. Chứ thầy biết làm gì, chứ lúc đó mình khuyên ta niệm Phật được không? Được, miệng cũng niệm nhưng mà trong bụng đánh lô tô. Rõ ràng là không thể niệm Phật được khi con cái của mình như vậy, vì công năng tu tập của họ nó chưa có tới được cái chỗ bình tĩnh giữa đổi thay của cuộc đời. Họ chưa đạt được cái chất định đó, cho nên không thể nào mà mình khuyên họ niệm Phật. Tại vì có một lần thầy khuyên niệm Phật, cái chị đó chính là niệm cái gì mà niệm, trời ơi nó mê vợ bé như quỷ gì mà ngồi đây niệm Phật. Có gì thầy? Xin lỗi, xin lỗi quý sư cô, này là hoàn toàn nói chuyện đời. Quý Phật tử đồng ý không? Bây giờ gặp cái lúc đang ghen lên như điên vậy là kêu niệm Phật niệm được không? Sao niệm được? Mình thì ngồi ở đây chờ cơm lạnh canh nguội, còn cái ông quỷ đó đi đâu với ai, đêm khuya tâm tối thế. Giống y như bà quan huyện, thằng nào sổ hết. Quý vị nhớ cái đoạn đó không? Bà hỏi ông quan huyện đó, ông đi đâu đêm hôm tắm tối thế này. Lúc đó quý vị niệm Phật được không? Niệm được cái miệng thôi, tâm không có niệm được. Đây là một cái điều chắc chắn như vậy. Để mình thấy được cái tu của mình nó phải thực tế. Thực tế giữa cuộc đời thường đầy sóng gió, đầy nghiệp chướng, đầy nghiệt ngã, chứ mình đừng có tưởng nó là một cái đường bằng phẳng dẫn tới cực lạc và chúng ta cứ việc mon men đi lên đó mà nhìn hoa thơm cỏ lạ. Không dám đâu. Không có con đường nào bằng phẳng để dạch ra cho chúng ta đi, nhất là con đường tu tập, vì đó là con đường ngược dòng, gọi là nghịch lưu mà. Chúng ta đi ngược dòng. Khi chúng ta tu tập tức là chúng ta đang đi ngược lại những thói đời bình thường của cuộc sống. Chúng ta mệt, chúng ta ngủ, chúng ta thèm, chúng ta ăn, chúng ta thích cái gì chúng ta làm cái nấy, đó là đời thường. Còn người tu tập là chúng ta phải bình tĩnh khi đang thèm ăn, chúng ta bình tĩnh khi đang muốn làm cái gì đó, để xem coi
ăn, làm, ngủ nghỉ của mình nó có tiếp tục gây nghiệp chướng hay không. Đó mới là người biết tu tập, tuyên bố dừng lại những việc ác mà chúng ta đã trót làm từ trước đến nay. Cho nên nó phải có quán chiếu, phải có tuệ giác. Niệm Phật niệm ào 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 ở trong bụng, trời ơi nghĩ cái gì có Phật mà biết, phải không? Đó, khóa tu ở viện chuyên tu mỗi tháng có 1,000+ người đó. Đây không phải là thầy nói xấu Phật tử. Bữa đó giảng xong xuống rồi, thầy thấy Phật tử vừa ăn cơm xong rồi chiều đó sinh hoạt là tụng kinh sám hối. Sám hối xong là quý vị biết là 3:30 rồi. Có một vị Phật tử kia gọi điện về: mày nhớ không, giờ này còn 40 phút nữa là sổ rồi, mày bao hết lô đó cho tao nghe chưa. Mô Phật, cái tu mà còn đánh số đề. Tức là không đánh được, gọi điện về nhà kêu con em của mình là bao lô đánh số đề đó, khổ chưa. Quý vị nghĩ coi. Trời ơi, chứng kiến mấy cảnh đó thầy thấy nó buồn sao đâu, buồn rũ rượi. Tại vì cái sự phát tâm tu tập của mình nó không có đúng nghĩa. Chúng ta không có xác định được cái chuyện tu của mình, cho nên tu được chút cái bắt đầu cái mình quên. Mình quên chuyện mình đang tu, bắt đầu mà thả rong cái tâm của mình cho nó bám theo những suy nghĩ. Mà những suy nghĩ này là nó có một cái lối mòn rồi. Lối mòn từ trước tới giờ, hãy mình ích kỷ là nó suy nghĩ theo ích kỷ. Tham lam thì nó theo tham lam, sân si thì nó theo sân si. Mà trong kinh, Đức Phật ví nó như là một con ngựa hoang. Nó chạy lung tung ở ngoài đồng, ví như là một con dượng truyền cành, không bao giờ ngồi yên một chỗ. Tâm lang thang vô hình ẩn hang sâu, người điều phục tâm rồi thoát hẳn vòng ma buộc. Bài kệ này Đức Phật dạy cho một sa di rất là đặc biệt trong tăng đoàn, đó là sa di La Hầu La. Ở đâu ra La Hầu La vậy con? Trời ơi, Sangharakita, tức là tăng hộ. Giờ lật ra coi lại đi. Ủa chưa học câu chuyện này à? Chắc có một số Phật tử đã nghe rồi, thầy cả kể trong mấy câu chuyện đó. Bây giờ có muốn nghe nó không? Đó, muốn nữa, hết giờ rồi đó. Tức là lúc Đức Phật còn tại thế, có một vị luận sư rất là nổi tiếng tên là Sangharakita, tức là chỉ cho tăng hộ, dịch nghĩa là tăng hộ. Nhưng mà sau khi gặp Đức Thế Tôn thì ông phát tâm xuất gia tu tập. Sau khi tăng hộ xuất gia tu tập một thời gian dài thì tăng hộ trở về làng quê của mình trên con đường hành đạo. Thì lúc bấy giờ cô em gái út của tăng hộ đi ra đón anh của mình, thật sự ngưỡng mộ, tại vì tăng hộ bây giờ trở thành một vị đệ tử lớn của Đức Phật, rất có uy tín, ngài đã chứng quả A-la-hán rồi. Thì cô em gái này ước ao là mình sanh ra được một đứa con trai giống như là anh của mình, rồi cho nó đi tu cũng trở thành một vị đại đức có tài thuyết giáo. Sau đó cô này về thì cổ có thai và cổ sanh ra một đứa con trai. Cổ đặt tên là Sangharakita, đặt tên là tăng hộ luôn, nhất định biến đứa con này thành người anh. Thời gian trôi qua, quý vị biết 10+ năm sau, 16 năm sau, trưởng lão tăng hộ mới có dịp quay trở về quê hương của mình. Lúc bấy giờ, người em gái và đứa cháu trai ra đón. Thì người mẹ này muốn con của mình đi tu tập nhưng mà không có ép. Tại vì tăng hộ lớn rồi. Khi đi ra đón cậu thì nghe ngài tăng hộ thuyết pháp, cậu con trai này hiểu ra được giáo nghĩa của tứ đế, cho nên đến xin trưởng lão tăng hộ xuất gia. Trưởng lão tăng hộ đồng ý nhận chú này vào tăng đoàn, cho xuất gia làm đệ tử. Cho nên từ đó về sau trong tăng đoàn có 2 tăng hộ, gọi là tăng hộ cậu và tăng hộ cháu. Thì sau đó thì trưởng lão tăng hộ quay trở về Kỳ Viên Tinh Xá tu tập và dẫn theo chú đệ tử Sa Di tăng hộ này. Trải qua 3 năm. 3 năm xa nhà, chú tăng hộ cũng tinh tấn tu hành lắm. Thì bữa nọ
Trưởng lão Tăng Hộ mới cho chú Sa Di đệ tử của mình đi tới một cái trụ xứ của chư Tăng ở cách đó 10 dặm để an cư, để học cái hành tĩnh lặng của các đại đức ở đó. Thì sau khi tự tứ xong, 3 tháng an cư kết thúc, Sa Di Tăng Hộ lật đật quay trở về tại nhớ thầy mình quá. Thì quay trở về nơi cái thiền tỉnh thất của thầy mình đó, thì lúc đó bây giờ trưởng lão Tăng Hộ đi ra ngoài chưa về, đi khất thực. Một lát sau thì chú dọn dẹp hết cái thiền thất sạch sẽ gọn gàng, để ra một chậu nước. Thì khi trưởng lão Tăng Hộ về thì chú quỳ, chú đảnh lễ và chú đón lấy cái bình bát của thầy mình để một bên, rồi đem nước tới cho thầy rửa tay, rồi chú mới hầu cơm dọn ra cho thầy của mình. Sau khi dùng cơm, xin lỗi, khi trưởng lão đang dùng cơm thì chú mới ra, chú quỳ xuống, chú đảnh lễ khánh tế thầy mình sau 3 tháng an cư. Rồi chú mới dâng lên một cái pháp y, tức là một cái công đức ca sa, cái này gọi là y công đức, cúng dường. Chú mới nói bạch thầy, con chẳng có gì ngoài cái y công đức này, con xin được cúng dường thầy. Thì trưởng lão Tăng Hộ mới lắc đầu nói không, cái này là y công đức của con cứ nhận. Chú mới quỳ xuống, chú lại thêm một lần nữa, chú nói bạch thầy, con không có đủ công đức để nhận cái này, con xin được cúng dường lại thầy, xin thầy nhận cho con. Trưởng lão Tăng Hộ vẫn lắc đầu từ chối. Thì chú mới quỳ xuống, chú bạch một lần nữa, chú nói là khi mà người ta cúng dường cho con cái y này đó, ngay nơi đó con đã nhớ tới thầy và con đã phát tâm cúng dường thầy ngay lúc đó rồi. Như vậy là Phật tử cúng dường cho thầy, chẳng qua con chỉ cầm về thôi, xin thầy nhận cho Phật tử có phước. Trưởng lão Tăng Hộ vẫn lắc đầu, con hãy giữ đi. Chú buồn quá, chú đứng dậy ra sau lưng cầm cái quạt, quạt hầu thầy ăn cơm. Chú mới đứng chú quạt, chú mới nói 3 năm nay mình bỏ cha bỏ mẹ, mình đi theo mình đi tu với ổng. Bên ngoài là thầy trò, nhưng bên trong thì lại là tình cậu cháu. Vậy mà ông này máu lạnh. 3 tháng xa cách mình nhớ ổng gần chết, 3 giò 4 cẳng mình chạy về đảnh lễ vấn an thăm mà ổng lạnh như tiền. Tu làm gì? Dẹp, nghỉ tu. Nghỉ tu làm gì? Cái ổng mới nghĩ ra một cách, đó là mua con dê về nuôi. Nghỉ tu rồi cho nên mua con dê cái về nuôi. Cái 3 năm sau có nó đẻ ra được 7 dê, 5-6 con rồi đó. Xong cái bán cái bầy dê này, cái mua được con lừa, cái đầu đóng xe đi chở hàng mướn cho người ta, chở thuê 5-7 năm khá rồi, khỏi chở nữa, mình chính thức đi buôn. Cái bắt đầu là về làm chủ một cửa tiệm buôn, giàu rồi, bắt đầu sắm con vợ ngon lành chưa, tu như ông chán chết. Sắm con vợ, cái ngày qua tháng là năm sau, cái đẻ được đứa con. Thế là anh này đánh xe chở vợ con đi tới ra mắt ông sư phụ, cho ông biết đời tôi không có tệ như ông nghĩ đâu. Chở vợ con tới ra mắt ông thầy mình mà. Thì nắng chang chang, mới sanh mà, non ngày yếu tháng, cho nên người vợ không chịu nổi. Chiếc xe nó đi tới cái chỗ đó nó bị sốc, cho nên người vợ vuột tay rớt đứa con xe, cán ngang đứa con chết. Cái anh chàng này tức quá, đã bảo là không bồng nổi thì để đây tôi vừa bồng vừa đánh xe được, ngồi yên đi, tà le tà lẹt, mới lấy cái cây đó quất vô trong cái lưng của vợ mình 2 cái, bóp bóp. Tự nhiên ngay lúc đó nghe một tiếng nói quen thuộc, giận phụ nữ đánh không được, nhè đầu lão tăng này mà đập à. Giật mình, trời đất ơi, té ra nãy giờ vẫn còn đứng ngoài sau lưng quạt ông thầy. Nào là nghĩ tới nghe, ra đời mua dê, nuôi dê xong bán dê, mua lừa rồi làm ông chủ, rồi cưới vợ, rồi đẻ con, rồi đánh vợ, đánh đâu không thấy lấy cái quạt đập đầu ông thầy 2 cái. Không ngờ ông thầy không biết hết, tại vì trưởng lão Tăng Hộ thì đã chứng được tha tâm thông, biết hết tất cả những suy nghĩ của đệ tử mình, cho nên mới trách một câu là giận phụ nữ đánh không được, nhà đầu lão tăng này mà đập à. Thì chú Sa Di Tăng Hộ mắc cỡ quá, té ra những gì mình suy nghĩ thầy mình biết hết trơn hết trọi, biết hết ráo. Cho nên là cuối cùng ổng mới tóc chạy, xấu hổ quá, nghỉ tu. Chạy vừa khóc,
chạy vô trong rừng thì nhầm lúc đó mấy sa di đang ngồi thiền, nghe tiếng động thì thấy tăng hộ chạy, mới nắm chớp mao lại. Xin lỗi, níu lại chứ đâu có tóc đâu, nắm chớp mao. Mới níu lại hỏi chuyện gì không nói, khóc, khóc thảm thiết vậy đó. Tại vì buồn quá mà. Rồi bây giờ là bị thầy mình phát hiện ra những suy nghĩ xấu. Lúc này là sa di tăng hộ 19 tuổi rồi. 19 tuổi mà người Ấn Độ hồi xưa là cao to bự lắm. Cái mấy chú sa di này mới áp tải tới hương thất của Đức Phật. Tại vì nghĩ chỉ có Đức Phật mới giải quyết được. Bởi mình mới thấy mấy ông sa di hồi đó cũng nhiều chuyện lắm. Hở gì cái đi mét Đức Phật, giống như mấy đứa con hở gì đi mét sư bà. Đi tới mét Đức Phật mà. Cái Đức Phật mới kêu tăng hộ hỏi: con có chuyện gì mà trong con có vẻ đau khổ như vậy? Thì sa di tăng hộ mới kể hết, thành thật kể hết từ đầu tới cuối. Đức Phật mới nói: con không nên buồn, chẳng qua con không kềm chế được cái tâm của con, cho nên khởi lên vọng tưởng điên đảo. Con đang đứng hầu cơm thầy mà một giấc mơ tuyệt đẹp dệt ra đối với con một chặng đường dài. Tâm của con nó như vậy đó, thì bây giờ con hãy để ý cái tâm của con, đừng cho nó lang thang nữa. Thì nếu con thấy được tâm con đang lang thang, có nghĩa là con đang hàng phục được tâm. Hàng phục được tâm thì tâm con sẽ đi theo con đường Phật đạo, chứ không bị ma nó quấy nhiễu nữa. Con hãy lắng nghe bài kệ này mà quán chiếu tu tập, rồi về sám hối với thầy của con. Bài kệ đó là: tâm lang thang đồng nội, vô hình ẩn hang sâu, người điều phục tâm rồi thoát hẳn dòng ma buộc. Tăng hộ nha con, chứ không phải la hầu la nha. Trời ơi, học phải nhớ cho kỹ. Thì quý vị thấy, thực ra cuộc sống đời thường của chúng ta nó còn tệ hơn cả chú sa di tăng hộ nữa, phải không? Chúng ta vướng bận rất là nhiều thứ, tại vì đó là cuộc sống của mình, đó là chồng của mình, là vợ của mình, là con cái của mình, là tài sản của mình, là danh dự của mình, là sự nghiệp của mình. Quý vị nghĩ có đụng tới mấy cái đó chúng ta để yên không? Chắc chắn là không để yên, phải không quý cô? Nó có một cô đó, cô tới cô nói: thưa thầy, bây giờ thầy dạy cho con cái cách nào tu coi, chứ cái con nhỏ đó nó giật chồng của con rồi đó, con tu làm sao để con bình yên thôi. Thì lúc đó có thầy anh bảo, thầy ngồi cái bên thấy nó giật chồng nó lại. Trời ơi, thầy xúi vậy. Thầy nó giật chồng nó lại, cô này cô nói không, chồng nó đen thui xấu quắc à. Quý vị thấy không? Tất cả những gì đụng chạm tới cái của ta thì lập tức bản ngã nó sẽ trỗi dậy. Thì chúng ta là Phật tử tại gia nên để ý những điều này. Một lời nói thôi có thể làm cho chúng ta buồn mấy ngày, phải không mấy chị, mấy cô? Rồi vô ra đó liếc liếc, không thèm ngó. Tôi biết mà, đời tôi là hồng nhan bạc phận mà. Có cô tới cổ tháng thầy hồng nhan bạc phận mà thầy bà xấu như quỷ gì, bà hồng nhan gì không biết. Vậy bà cũng nói hồng nhan bạc phận. Nó chồng có vợ bé, rồi bà than hồng nhan bạc phận. Bà ở nhà bà chăm sóc cha mẹ chồng mà chồng không biết thương. Rồi còn đi ra ngoài còn ăn phở ăn bánh canh, quên đi tô cơm nguội ở nhà. Khổ vậy đó. Mấy lúc đó niệm Phật được không? Thầy khuyên niệm Phật, chỉ nói con nói thiệt với thầy ấy, lúc nào cũng có sâu chuỗi trên tay con cũng niệm. Miệng con niệm từ sáng tới tối, niệm như con điên vậy đó. Nhưng mà trong bụng con là con muốn xé xác hai người đó ra. Thầy thấy cô này cô nói đúng. Cô nói đúng với lại cái tâm của cổ. Cô nói thật. Tức là ngoài miệng vẫn niệm Phật mà mình niệm theo quán tính, phải không? Cứ Nam Mô vậy là Phật, Nam Mô Phật niệm tới thôi. Giống mấy thầy mấy cô chùa tụng Lăng Nghiêm buổi sáng vậy, chứ nó ngủ trong bụng. Tại vì thuộc kinh cho nên tụng không sót một chữ. Nhưng mà ngủ hơi tới ngã gục, chuối cái đầu xuống cái mỏ mới biết. Thầy có trải qua cảnh này thầy biết. Giống như ngồi thiền vậy đó. Ngồi thiền xếp bằng lại kiết già, ngồi ngon lành. Mà nó biết nó ngủ lúc nào, không biết ngã bật trọng gọng ra. Vẫn còn ngủ nha, không biết hồi đó làm sao mê ăn mê ngủ lúc 18, 19 tuổi. Mê ngủ lắm. Rồi cái thầy giám thiền đó, thầy phải đi thầy canh thiền đó, thầy tới thầy nhắc nhở mình. Đó, tới chừng thầy vỗ cái thiền bản vô cái lưng mình, nó biết là mình ngủ. Mà nhìn lại trời thấy đang nằm, mà nằm mà cái chân còn kiết già. Tức là giống như yên cái tượng Phật mà bật ra nằm vậy, nó yên vậy đó, nó không bung ra. Là ngủ mê tới cái mức nào quý vị biết rồi đó. Chúng ta sống trong đời thường, chúng ta phải biết được tất cả những cái khổ đau từ đời thường nó mang đến, nơi đó có bóng dáng của ngã và ngã sở. Từ chỗ đó chúng ta mới tham lam, ích kỷ, ganh tị, si mê, đủ thứ hết.
một câu chuyện kể rằng ông vua này ông rất sủng ái một bà quý phi mới được tiến cung, bà này đẹp lắm. Bà hoàng hậu không chấp nhận. Khi thấy vua càng ngày càng sủng ái quý phi thì bà hoàng hậu bà thấy bà bị mất đi một cái vị trí quan trọng ở trong lòng ông vua, cho nên bằng mọi cách phải ly gián. Thì bà tới bà quý phi này đó, quý phi mừng lắm, chị em mà. Bà hoàng hậu bà mới nói em à, em là người đẹp nhất, đẹp nhất ở trong tam cung lục viện. Nhưng mà có một lần đó, hoàng thượng nói với chị đó, là em đẹp toàn diện từ đầu tới chân, chỉ có mỗi một điều là cái mũi nó hơi phồng, thở cái nó phồng vô phồng ra, hơi hỉnh hỉnh lên. Thì như vậy là cái người phụ nữ mà lỗ mũi mà trống như vậy là không có tiền, sanh con sẽ không được. Đó. Thành ra khi em mà tiếp hoàng thượng em nên che bớt cái lỗ mũi lại, đây là cái điểm yếu của em. Chỉ cần em che lại thì em trở thành người thập toàn thập mỹ, và hình ảnh em sẽ chiếm hết trái tim của hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ yêu quý em nhiều hơn. Quý phi này nghe thiệt, tưởng thiệt, cho nên mỗi lần tiếp kiến vua là bà cầm cái khăn, bà che cái lỗ mũi nè, bà che. Bà che thì ông vua mới hỏi làm sao mà che. Thì bà e thẹn, bà ẹ một cái. Bà nói tại lỗ mũi của thần thiếp xấu lắm. Ông vua nói đâu có xấu gì đâu. Thì bà cứ che hoài, ông vua bực mình. Vua mới về hỏi bà hoàng hậu, chứ tại sao cái bà ái phi, bà quý phi này bà cứ che lỗ mũi hoài. Thì bà hoàng hậu này bà nói đừng có bắt tội bà, thì bà mới dám nói thật. Vua nói không bắt tội. Bà mới nói chẳng giấu gì hoàng thượng, quý phi nói lỡ gần hoàng thượng, hoàng thượng có cái mùi hôi khó chịu á, cho nên phải che mũi bớt. Vua này ông tức quá, cho lính tới bắt bà này xẻo cái lỗ mũi đi, cắt bỏ đi. Bà hoàng hậu bà cho người chờ sẵn, mà vua ra lệnh là có người của bà đi tới thi hành phi vụ này, liền cắt lỗ mũi bà quý phi. Bà hoàng hậu này ngồi nhịp chân cười cho mày đáng đời nghe. Mày vô đây mày là hồ ly tinh nha. Mày biết tam cung lục viện trong bàn tay của bà không? Mày dám chọc tới bà thì mày tới số rồi nha. Câu chuyện của ngày xưa, nhưng thật sự chúng ta thấy được tâm tật đố thỉnh thoảng vẫn còn ở trong lòng của chúng ta. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho chúng ta không có xuyên suốt giữ chánh niệm mà tu tập chánh đạo, để cho chúng ta thỉnh thoảng phải đi qua con đường rẽ này, đi qua một cái lối tắt nọ, mà nơi đó chỉ còn lại nghiệp chướng. Cho nên cái tâm ích kỷ nó làm cho con người sẽ dễ dàng sanh phiền não trong cuộc sống đụng chạm với nhau. Thứ nhất, đó là cuộc sống xuất gia tu tập nè. Thứ hai là cuộc sống của gia đình với Phật tử. Thực ra thỉnh thoảng cũng có ganh tị, phải không? Có ganh tị trong nhà không? Cha mẹ rất là khổ khi con cái đông, đúng không? Làm cha làm mẹ con cái thương như nhau đồng đều, nhưng thỉnh thoảng cũng có đứa tới mắng vốn là tại sao thương không đều. Ủa vậy đó, đó là tâm ganh tị nó khởi lên. Có một cái chị đó, chị viết thư tới cho thầy, chị nói thật ra con khổ lắm, con không lấy chồng, ở nhà con chăm sóc cho 6 đứa em, vậy mà ba mẹ không bao giờ thương con, gặp con ở đâu là chửi nó mày làm chị mà mày không biết hy sinh cho em mày. Thầy biết cái con đem cả 6 đứa em con lên Sài Gòn luôn, tạo dựng nhà cửa, gây dựng sự nghiệp cho nó, cuối cùng con là người ở nhà mướn. Con chỉ xin chuyển hộ khẩu của con ở chỗ tập thể, đến bây giờ tới một căn nhà mà con dựng lên cho nó đó, nó không cho. Rồi ba con, mẹ con ở đó, con cũng ở đó. Chạy đó mà nó nấu cơm, nó ăn á, nó mời vợ nó, mời con nó, chứ nó không mời con. Hỏi thầy tức không? Mà từng tuổi này nè, con 60 tuổi rồi, con còn có bồ, có bịch gì nữa. Mấy người bạn làm việc chung với con, bây giờ về hưu thì đi chơi chỗ này chơi chỗ kia, nó nói con nó già mất nết, mày đã có bồ. Con mới nói nó, con nói tao nói thiệt với mày, tao mà có bồ thì ngày nay mày không có được ngồi ở đây mày ăn cơm, mày đi ra đường mày ăn mài rồi. Chứ không phải đợi tới già 60 tuổi mới có bồ. Con nói như vậy đó, mà nó cũng nói con là già mất nết. Con hỏi thầy coi, chịu nổi không? Con hỏi mẹ con đó, là mẹ con biết dạy nó không? Thì mẹ con nói mày làm chị mà mày chấp nhất chi mấy đứa nít, nó em mày mà. Chừng nào nó là anh mày ấy, mày nói. Thôi con thua. Thầy mới khuyên cái cô đó, thầy nói chẳng qua là nghiệp chướng thôi.
nhiều đời nhiều kiếp mình làm quyến thuộc với lại cái người đó, cô là quyến thuộc với tất cả những người trong gia đình và cũng từng làm đau khổ họ, cho nên đời này gặp lại họ, cho nên khi khổng khi không họ cũng làm cô khổ được, thì cô biết đó là nghiệp quả. Mà nghiệp quả nó đến thì không tránh được, cho nên bình tâm đón nhận nghiệp quả thì lúc đó mình sẽ an ổn tu hành. Vậy mà Phật tử bây giờ khuyên tu cái không chịu tu, phải không? Bận, hôm nay bận rồi cho nên để khi khác con tới chùa con tu nha sư. Hôm nay có đám cưới, hôm nay có đám giỗ, rồi hôm nay bận chuyện này bận chuyện kia bận chuyện nọ. Hãy mà tu hành thì có đủ lý do để bận hết, phải không? Nhức đầu một chút cũng không lên tụng kinh, mấy đứa con có vậy không? Có, thầy nè, đừng nói ai, thầy đau bụng một chút thôi xin phép Phật bữa nay con đau bụng không tụng kinh. Đủ cớ hết á. Tới giờ chúng đánh kẻng ngồi thiền, hô canh ngồi thiền đó, mình cũng bận công chuyện soạn giáo án, rồi phải trả lời thư, rồi phải đọc sách, cho nên khỏi ngồi thiền. Tại vì sao? Tại vì thuộc lòng câu của Lục Tổ Huệ Năng nói rồi, bữa củi sách nước cũng là thần thông diệu dụng, phải không? Đâu chỉ hoa vàng với trúc biếc, rong rêu cỏ dại cũng là chơn. Ghê gớm chưa? Mình chưa có đạt tới trình độ đó, mà mình nghĩ là mình có thể tu được, làm được đạo rồi. Chính vì thế mà công đức tu hành của mình nó bị lui sụt. Thì quý Phật tử nghĩ coi, các thầy các cô đó là người xuất gia, đôi khi còn chểnh mảng chuyện tu tập, huống chi Phật tử tại gia, môi trường ở nhà chúng ta có siêng năng tu tập xuyên suốt được không? Khó lắm. Muốn tụng kinh nó có công chuyện, con cái bệnh hoạn, hoặc giả là một số việc chưa làm, cho nên tụng kinh của không yên, phải không? Rồi phải lo chuyện này chuyện kia, trời mưa cũng lo, trời nắng cũng lo, trời hổng mưa hổng nắng cũng lo. Cho nên môi trường ở nhà đó, quý vị mà phát tâm tu tập thật sự nó khó vô cùng, rất là khó. Ở trong chùa đó là một cái môi trường nó thuận lợi lắm, nấu cơm nấu nước cũng chia ra, hãy bữa nay chị nấu cơm thì ngày mai tới em, cái này gọi là giả gạo thì khỏi bồng em, vậy thôi, cùng chia ra để cùng tu, nương với nhau để tu tập, hỗ trợ với nhau, chia sẻ với nhau, từ kiến thức tới công việc làm mà tu tập nó dễ lắm. Thế mà đôi khi còn không tu tinh tấn được, cũng có chuyện hoài, sư bà phải làm phán quan xử hoài. Huống chi gia đình, ở đây thầy không có nói xấu lỗi của tứ chúng, nhưng mà còn gia đình thì quý vị nghĩ có bao nhiêu chướng duyên nó gây ra. Vậy mà tu tập thì chúng ta cứ hẹn, thôi tới rằm mà sám hối luôn, tới khóa tu rồi đi giữ luôn. Bây giờ thử hỏi vô thường nó có hẹn rằm nó tới với mình không? Hả? Quỷ vô thường nó có đợi tới khóa tu nó mới chào hàng với mình không? Không. Vậy mà tu thì hẹn, tới khóa tu thì mới đi tu, tới ngày sám hối mới đi sám hối, còn ngày thường thì thôi, xả vàng, phải không? Nói như thế thì buộc tội với Phật tử nhiều quá, không có nên. Nhưng thực sự có khi tới ngày tu tập, tới ngày sám hối, chúng ta cũng còn có lý do để không thực tập. Điều này để cho thấy được rằng sự tinh tấn của chúng ta nó yếu kém, thì chúng ta tu không được. Ở trong thiền sử Nhật Bản có ghi lại một câu chuyện thiền sư Bạch Ẩn. Mấy đứa con có biết thiền sư Bạch Ẩn không? Chắc có người có đọc đó. Bạch Ẩn thiền sư là một vị thiền sư rất là nổi tiếng của Nhật. Thì một bữa nọ có một cái anh đệ tử của thiền sư tới nói là Bạch Hòa Thượng, con buồn lắm. Con buồn nhất đó là ba của con 80 tuổi mà bây giờ ổng không lo tu, ổng cứ lo đi kiếm tiền. 80 tuổi mà vẫn còn đi kiếm tiền, đi ra ngoài làm này làm kia để kiếm tiền. Ổng cũng nói luôn là tiền của tao làm tao ăn, không cần mày lo. Con buồn lắm. Cái gì thiền sư mới dạy ảnh là về theo khuyên ổng niệm Phật, thì anh này cũng về khuyên theo ba niệm Phật đi. Cái ổng nói tao nói cho mày biết nha, hễ mà tu hành niệm Phật mà té tiền té bạc thì mày nói với tao, còn không thì đừng có hòng. Làm anh này anh không nói được câu nào nữa hết, phải không? Đi tu có té ra tiền không? Tốn tiền thì có chứ té tiền thì không, phải không? Có phải vậy không? Có nhiều Phật tử tới nói trời ơi, từ lúc con tu về nhà con sắp tàn mạc. Thầy nghe sao thầy thấy nó đau lòng, sao thầy hỏi sao tàn mạc. Cứ tụi con cứ đi chùa này đi chùa kia tu, rồi phải tốn tiền xe, phải bao xe đi, rồi phải cúng dường,
nó rồi nghe thầy đi thì thực ra cũng muốn đi với thầy, nhưng mà đâu có biết, có lúc cũng không có tiền. Rồi có vị Phật tử nói, trời bây giờ chùa thầy đang cận này cận kia, cái đầu vận động cái mọi người hùng hùng, ai cũng hùng, là con lẽ con không có, cho nên cuối cùng con không phải đi mượn tiền. Trời ơi, thầy nghe ra thầy thấy đau lòng quá. Thầy biết mà thầy nhận là sai pháp, cái đó không như pháp, không đúng pháp. Cúng dường thì nó phải đúng pháp, mà còn những gì mình không có mà mình đi vay đi mượn đây này kia cái nọ thì không được. Trời, thầy nghe thầy buồn quá trời luôn. Đi chùa riết mà đổ nợ, thầy nói thôi chết rồi, cái kiểu này ai mà tu nữa, phải không quý Phật tử? Cho nên thầy thông cảm với các ông già, nó nói tu hành mà té tiền té bạc thì mày nói, còn không thì đừng có hòng nha con. Cái anh chàng này anh tới anh thưa hết cái lời của ảnh với lại thiền sư thầy của mình, thiền sư Bạch Ẩn. Thiền sư Bạch Ẩn một bữa nọ đi quá duyên thì đi ngang nhà ghé vào thăm, thấy ông cụ cũng đang lăng xăng làm những cái chuyện mà chuẩn bị đi ra chợ bán. Thì thiền sư Bạch Ẩn mới nói, chẳng hay ông làm như vậy một ngày bao nhiêu? Ông nói một ngày làm vậy được có nửa quan tiền thôi. Thiền sư mới hỏi, ông có đủ sống không? Ông nói dạ cũng đủ sống, già mà đâu có ăn uống gì. Thiền sư nói, bây giờ tôi bận quá, tôi không có niệm Phật được, bây giờ ông có thể niệm Phật mướn giùm tôi không? Thiền sư Bạch Ẩn nói vậy, nói tôi bận quá, tôi làm công chuyện này chuyện kia, mắc xây chùa nè, rồi mắc viết sách rồi dịch kinh nè, cho nên tôi không có thời gian tôi niệm Phật, bây giờ tôi nhờ ông niệm Phật giùm tôi. Thì ông già ông mới dòm, làm gì có vụ niệm Phật mướn. Thiền sư nói không, niệm mướn đó, bây giờ ngày ông niệm giùm cho tôi 100 sâu tràng hạt này, tôi cho ông một quan tiền. Ông già này ông cầm sâu chuỗi lên, ông hỏi cái này bao nhiêu hột. Ông thiền sư nói 108 hột. Thì ông nhân ra một ngày niệm 100 sâu. Thì ông mới ngồi ông niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật một sâu vậy, ông tính ra thì nó cỡ khoảng 10 phút. Thì ông nghĩ một ngày ông niệm 100 sâu này là quá khỏe. Không giăng nắng, không đội mưa, không gánh hàng, không phải làm gì cực nhọc, chỉ cầm gì cái miệng lên nhé, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, ngày tới tối là lãnh được quan. Đó. Thì ông già này ông hỏi vậy con lãnh tiền kiểu nào? Thì sư Bạch Ẩn mới nói, ông giờ ông tính sao, mỗi ngày tới chùa lấy hay là một tuần lấy một lần hay là một tháng lấy một lần? Tôi có thể đưa trước cho ông một tháng luôn. Ông nói thôi, sòng phẳng, bữa nào niệm lấy tiền bữa đó. Thì ngày nào cũng vậy chứ, ông tới chùa, ông mới nói là Bạch Hòa Thượng, bữa nay là con niệm 100 sâu, và con còn khỏe, con niệm giùm cho thầy thêm 2 sâu nữa. Tức là niệm giùm cho thêm 2 sâu, tức là cho thêm 2 sâu nữa. Mà cứ vậy mỗi ngày cứ tới lấy hình quang tiền, ngày tới lấy hình quang vậy đó. Xong cái đầu cái sau đó tuần tới lấy một lần, bẵn đi một thời gian không thấy ông tới lấy. Thì ông thiền sư này mới đi ngang, mới nói là tôi tính tới bữa nay là gần 2 tháng rồi, sao không thấy ông đem ông tới ông lãnh tiền, tôi có đem tiền theo cho ông nè, ông lấy không? Thì ông già mới quỳ xuống sám hối, ông nói Bạch Hòa Thượng, thôi khỏi lấy nữa, khỏi lấy tiền nữa, trước đây con niệm cho Hòa Thượng để con lấy tiền, để con sống. Con thấy con kỳ quá cho nên con cố gắng con niệm giùm thêm cho Hòa Thượng 2 sâu, 3 sâu mỗi ngày. Riết rồi bây giờ đó con niệm luôn cho Hòa Thượng rồi, khỏi lấy tiền nữa. Tại vì thật sự khi niệm Phật đó, con cần chuỗi hạ con niệm đó, con quên hết tất cả những ưu phiền trong cuộc sống. Lúc đầu con niệm để kiếm sống, là con cố gắng con phải niệm cho bằng được, cho đủ 100 để mà con lấy một quan. Cho nên có bữa con còn cộng thêm mà, bữa nay 150 sâu, cho nên Hòa Thượng là phải như ghi cho con là cái số thiếu nợ đó nha, là 50 sâu đó là nửa quan ngày mai trả nha. Lúc đầu con cố gắng con niệm để con lãnh tiền con sống, nhưng bây giờ con cảm thấy khi con niệm lòng con rất thanh thản, cho nên con cũng không biết một ngày con niệm bao nhiêu sâu, mà thâm tâm của con vẫn không rời tiếng niệm Phật, bên tai con vẫn văng vẳng câu Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên bây giờ con cũng không cần thiết phải lãnh tiền, con cố nhất thiết phải là 100 sâu hay 200 sâu, mà con chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật hết. Trời ơi, đúng là quý vị ham nghe kể chuyện, chuyện hết rồi cũng còn ngồi im ngu à. Thì quý vị thấy có khi nào mình bị người ta mướn đi tu không vậy?
Có không? Thầy biết có đó. Thầy biết có người có đó. Giống như cái anh đó đó, em của ảnh mà muốn ảnh đi ra chùa thầy là phải cho ảnh 500 ngàn, mà làm bộ tìm cái cớ là mua này mua kia cúng dường ngoài chùa đó, bắt ảnh đi ra ngoài săn cổ ra còn bỏ thêm 500 ngàn nữa. Nó ra chùa rồi á, là ra nhầm cái khóa tu rồi ảnh nghe thuyết giảng, nghe riết rồi cái ảnh đi, cái anh ấy, thôi khỏi lấy tiền, tao đi lấy tiền mày tao mắc cỡ quá. Là tự động ảnh niệm Phật, tự động ảnh nghe băng thuyết pháp, rồi tự động ảnh tới xin quy y luôn. Đó. Xong á anh này mắc cười lắm, ảnh nói tổng cộng con lấy của nó là 11 triệu, tức là 11 triệu tiền nó mướn con ra chùa, bây giờ con đem 11 triệu này con cúng dường lại cho chùa. Cái con thấy cái này nó nặng quá, ở trước đây con đi chùa mướn á thầy, bây giờ thôi con tự đi, còn tiền mà con lấy của nó đó thì con cúng lại cho chùa, cho nên là con không có tội gì hết á, không có nợ nần gì hết. Thầy nói trời ơi, thầy biết gì ở đó, thầy suối ông đó mướn ông lận triệu, bây giờ thầy có 20 mấy triệu. Cho nên quý vị thấy cái sự tu tập đó, có khi lúc đầu chúng ta không có nhân duyên chân chánh, người khác phải nhắc nhở mình. Nhưng khi mà chúng ta thật sự phát tâm tu tập thì lúc bấy giờ đâu đâu chúng ta nhìn cũng là đạo hết, phải không? Cái đó gọi là bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân, hay là hiện toàn chân, tức là mây trắng trăng sáng hiện rõ ra. Túy trúc huỳnh hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân, tức là hoa vàng trúc biết đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chân. Tức là khi chúng ta tu tập rồi thì chúng ta không có thấy những cái chuyện hơn thua hận thù là cái chuyện làm cho mình phiền não nữa, và những cái việc làm xấu của người khác nó không có vướng bận mình nữa, mà lúc bây giờ chân tâm của chúng ta thuần, chỉ còn tuệ giác. Nếu quý vị dụng tâm tu tập như thế thì mới có thể đền đáp ân đức nghìn trùng của những người mở đường dẫn lối cho chúng ta đi. Còn bây giờ mình tu là tu lai rai, tu kỷ niệm, tức là ai rủ rồi đi, không rủ rồi thôi, phải không? Còn đi cũng phải lựa. À, quý vị tắt điện thoại. Xin lỗi là quý vị tắt điện thoại với đồng. Chúng ta tu là tu kỷ niệm, như lục bình trôi sông, vậy nước lớn trôi lên, nước rồng trôi xuống, phải không? Tu theo 4 mùa. Chưa kể đâu, đi tới chùa nào tu phải xét tới câu dãy, câu cẳng, ông thầy đó có hiền không, có tốt không, bà sư cô đó có dễ thương không, hay là bà Tám. Quý Phật tử kể đầy lỗ tai cho thầy nghe, thầy này tật này, sư cô kia tật kia, ai cũng đủ tật hết, đi giáp vòng không có chùa nào tốt, chỉ có mình bả tốt à. Thầy nghe kể vậy đó, thầy nói cô à, người ta cạo được cái đầu á là người ta đã hơn cô rồi, bây giờ cô có cạo được không? Cô 65 tuổi còn nhuộm tóc kìa, tức là còn điệu, còn tham chấp. Thì như vậy những cái lỗi tham chấp bình thường của con người là chuyện đó bình thường thôi. Còn nó không, thầy nói vậy là thầy bao che, thầy binh vực những người đồng tu với thầy, hễ cạo đầu bỏ là phải bỏ tất cả, chứ không có được vướng bận cái gì danh lợi tiền bạc. Thầy nói sao bà không bỏ đi, đôi dép bà còn không bỏ kìa, bà ra đó bà lạc đôi dép, bà la sờm hết trơn, trời đất quỷ thần ơi, đôi dép tôi mới mua 300 ngàn đây, ai lấy rồi? Thấy không, đôi dép bà còn không bỏ được, mà bà kêu người ta bỏ là bỏ sao được. Cho nên cũng từ từ khách quan, đồng là phàm phu với nhau, đồng là đệ tử Đức Phật với nhau, hãy nhìn thấy cái đẹp, cái tốt của người khác, còn thấy nhiều cái xấu mình sẽ chướng ngăn trên con đường tu tập. Đức Phật dạy rồi, đừng tò mò vạch lỗi việc người làm hay chưa, hãy nhìn lại việc mình đã làm hay dứt bừa. Lúc Đức Phật còn tại thế, có một ông tỳ kheo là Vương Tử xuất gia. Ngày nào ông cũng tới mét Đức Phật, dạ bạch Đức Thế Tôn, con buồn lắm, con không tưởng tượng được trong tăng đoàn mà các thầy quá là làm biếng, ăn xong ngủ không ngồi thiền. Qua hôm sau cũng là bạch Đức Thế Tôn, con buồn vô cùng vì con thấy mấy thầy đã ở dơ quá, không sạch sẽ, đi ngang con tưởng đâu là đem nồi canh chua tới. Quá ngày hôm sau cũng bạch Đức Thế Tôn, con quá là buồn khi con bỏ hết tất cả, con vô đây con tu tập mà mấy thầy đó lại thích ăn ngon, thích mặc đẹp.
Đức Thế Tôn mới nói sao được rồi con, sao con không thấy các thầy đó đi ở ngoài đường khắc thực giữa nắng để gieo duyên với Phật tử bần hàng? Sao con không thấy các thầy ngồi thiền thâu đêm suốt sáng để quán chiếu nội tâm? Sao con không thấy các thầy nhẫn nhục giữa mưa nắng đời thường? Mà con thấy toàn là cái lỗi người ta, chứng tỏ con là người kém phước ở trong tăng đoàn. Chỉ thấy toàn là những cái xấu mà không thấy cái tốt của người ta. Mình tu tập thỉnh thoảng mình cũng giống ông thầy tỳ kheo kém phước đó, phải không quý Phật tử? Phải không? Trong đạo tràng thôi cũng ngó qua ngó lại, bà này mà tu hạnh gì bà tu hú á, bà đạo đức giả đó, phải không? Bà ăn chay mà bà hung dữ, bà chửi chồng như chửi con. Thầy nghe mấy Phật tử kể nhau vậy đó, mà trong đạo tràng thôi dòm ngó nhau. Nói là bữa nay tu bắt quan trai đó, bưng bắt lên cúng dường đưa ngón tay này thọt lên tuốt ở trên, chi vậy? Khoe chiếc nhẫn hột sòn mới sắm. Bình thường ta để trước trán thôi, bữa nay ta thọt lên thử coi có ai thấy không, còn liếc qua liếc lại. Chuyện tu của mình thật ra đó là chuyện dài muôn thuở, hay nói theo kiểu điện ảnh tức là phim dài nhiều tập. Sự tu tập của mình quý Phật tử đừng ước vọng cao viễn, mà phải tu ngay đời sống thường nhật này. Tu giữa muôn vàn khổ đau này, để chúng ta có đủ sức định tĩnh, không bị những sự khổ đau chi phối. Ngay lúc đó chúng ta có hạnh phúc, và mình phải biết hạnh phúc giữa muôn ngàn khổ đau. Và chúng ta thấy được cái gì nó ràng buộc mình, để mình tìm cách đối trị với nó, thì như vậy chúng ta sẽ được ung dung tự tại giữa buộc ràng của nghiệp chướng. Như vậy tu ngay đây, hạnh phúc ngay đây, giải thoát cũng ngay đây, với một điều kiện chúng ta phải thật tâm tu tập và tinh tấn tu tập. Nếu như vậy mới có đủ tư cách đi trên con đường của Đức Phật đi và các vị tổ đức đã đi, và đồng thời chúng ta mới có đủ cái cơ sở mỗi khi chắp tay lễ Phật lễ tổ, đối diện với tổ rằng chúng ta là người kế thừa sự nghiệp của Ngài phát dương quang đại. Và đó chính là cách mà chúng ta đền ân nghĩa nghìn trùng hữu hiệu nhất trong cuộc sống này.